Bây giờ mình đến các bạn một cái tư duy tiếp theo, đó là tư duy đổ thừa. Và một cái đơn giản nhất trên đời này đó là đổ thừa. Hồi kia mình cũng là người hay đổ thừa. Có nhiều người muốn ra đổi nghiệp mà họ hay đổ thừa lắm. Họ đổ thừa gì? Do thị trường cạnh tranh quá, do nhiều người làm ăn quá, do hôm nay trời mưa. Ok, họ đổ thừa. Họ đổ thừa cho bất kỳ cái điều gì trên đời này mà xảy ra để mà họ không làm được kết quả, là cái đơn giản nhất là họ đổ thừa. Và cái tính đổ thừa vui lắm bạn. Cái đứa con nít nó cũng đổ thừa được. Các bạn hình dung chưa? Cái người không có học không đổ thừa được. Cái tính đổ thừa là cái tính dễ nhất ở trên đời này. Và cái cách đơn giản nhất là làm không được là đổ thừa thôi. Có nhiều người ra khởi nghiệp không được, bắt đầu đổ thừa. Học về làm không được, cái đổ thừa. Các bạn dùng ra điều này chưa? Các bạn không làm, hoặc là làm nó có cái sai sai thì điều chỉnh, có gì đâu mà chúng ta đổ thừa. Ok chưa? Mọi việc nó đến trên đời này của mình nó đều có lý do. Và mình để kể các bạn cái câu chuyện về hồi xưa, cái lúc mà mình có cái xưởng gỗ các bạn không, và sau này cái xưởng gỗ mình thất bại luôn, thì mình cứ đổ thừa cho cái anh quản đốc xưởng mình. Cái anh đó 44 tuổi rồi, hồi đó mình mới có 20 mấy tuổi à. Mình đổ thừa ảnh, mình nói là tại vì ảnh á, mà cái xưởng gỗ mình nó mới thất bại á. Và mình mới đem cái câu chuyện đó của ảnh á, bạn bè này mình hỏi, ồ bây giờ xưởng gỗ xong nó thất bại, hỏi sao thôi, do cái anh sư quản đốc xưởng gỗ của mình á. Và mình nói liên tục như vậy, mình nói liên tục như vậy á, 3 tháng trời gặp ai mình cũng nói á. Các bạn nó đổ thừa, mà nhưng cuối cùng mình phát hiện ra tiền mình mất chưa? Mất rồi. Mình nói ai nghe? Mình nghe, bạn mình nghe. Ông quản đốc ông đi nơ khác mất, ông có nghe đâu. Các bạn thấy giống trò hề không? Mấy người đổ thừa là họ làm cái việc giống như trò hề. Và các bạn thấy mình phát hiện ra cái tính của người đổ thừa là họ có một cái danh sách, họ đổ thừa rất là chi tiết. Họ đổ thừa cho bất kỳ ai quen với họ trên đời này, họ đổ thừa hết. Các bạn không? Có luôn cả tên của ông trời trong đó nữa. Nhưng mà cái tên của một người trong danh sách đó có. Thực sự nếu mà hồi đó mình biết các bạn là mình cũng đổ thừa cho các bạn luôn đó. Do mình không biết các bạn. Và trong cái danh sách đó nó dài, không có thiếu một tên ai mà họ không biết đó. Chỉ thiếu duy nhất cái tên của họ thôi. Các bạn nhớ, nó là những người đổ thừa, là những người mà nó không có thành công được. Sau đó các bạn biết, sau đó bắt đầu mình mới nhận ra, vậy thì hồi ai đi tuyển cái người thợ, cái người quản đốc đó vào? Mình. Vậy thì mình tuyển vào thì mình phải có chịu trách nhiệm chứ, mình quyết chứ ai quyết. Vậy thì bắt đầu từ đó mình mới nhận ra, đúng rồi, cái lỗi là của mình. Nên bắt đầu từ đó mình mới phát hiện ra một điều gì: tất cả điều gì trên đời này nó xảy ra với bạn đều có phần đóng góp của bạn, đều có phần đóng góp của mình. Và thế là bắt đầu từ đó mình nhận trách nhiệm 100% về kết quả đó của mình. Và ngay cái giây phút mình nhận trách nhiệm 100% về kết quả của mình đó, thì bắt đầu giây phút đó mình mới tự hỏi, mình bị vướng cái gì mà làm cho sự gỗ mình thất bại nhỉ? Mình bị thiếu kiến thức gì? Thì lúc này bắt đầu mình mới giật mình, tại sao có rất nhiều người thành công, họ ra họ khởi nghiệp sự gỗ như mình cũng thành công, mà tại sao mình thất bại? Và giây phút đó bắt đầu mình mới quan sát, vậy thì mình yếu cái gì thì mình phải đi khắc phục thôi. Cái giây phút mà bạn ngừng đổ thừa, cái giây phút á mà bạn phát hiện ra rằng mình còn yếu á, là cái giây phút đó bắt đầu bạn còn học. Cái tuyệt vời nhất trên đời này á là cái giây phút mà bạn nhận ra mình còn dở, mình còn yếu. Cái tệ hại nhất trên đời này á là những cái giây phút mà bạn đổ thừa cho người khác. Tức là cái trái banh đó là của mình, cái mình ấy mình quăng cái trái banh đó cho người khác, thì cái đó là cái người không có học hành gì họ cũng đổ thừa được. Các bạn nhớ không? Cái đứa con nít họ cũng đổ thừa được. Nên mình gửi đến các bạn một thông điệp là hãy chịu trách nhiệm kết quả 100% cái việc khởi nghiệp của bạn á, cho chính cuộc đời của bạn. Nếu mà bạn không thành công thì hãy điều chỉnh lại, hãy cam kết là thành công có cái gì đó chúng ta còn chưa biết. Nếu các bạn đã lỡ mất tiền rồi thì nghĩ là cái phương pháp khởi nghiệp chúng ta nó chưa có thành công, hãy đi tìm những người đó và học lại và từ từ làm lại. Đừng cứ nóng vội, đừng cứ đổ thừa cho người khác, cái đó là cái tính của đứa con nít. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lần sau mình sẽ chia sẻ với bạn tiếp.